hãi, đau sợ hãi. Bề ma tơ cha và tỷ sơ cơ, bề ma tơ cha và tỷ pha dân, bề ma tơ biết bà mua ta xa na thi sơ cơ, cụ tơ pha dân. Ai luyến sinh hạnh sầu u, đại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà ai luyến không mê, u sầu sợ hãi cận kề được đâu. Và đây là mạng hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Và con gọi huynh cho sư mà con không thấy sư bắt máy, nên con ôn bài. Mà trong lúc cũng ôn bài thì con đã thấy sư vào đạo tràng rồi. Và mà cũng vừa đúng giờ rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã tiên phong ôn bài câu Phổ Quốc Kinh số 113. Như Pháp kính cảm ơn quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài câu Phổ Quốc Kinh 213. Và con kính tri ân sư. Bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng như với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Mô Sang Kha. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền cực buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên hòa ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết đạo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang kim thanh tinh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 214. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha. Dạ, đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh, sư cô Như Pháp cùng đại chúng. Chúng con thật kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp trợ chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Vạn Hành, để đến từ Đức cùng chư tăng. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, để xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Misoakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhatipano Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học
phẩm ái Pháp Quốc Kinh số 214. Đó là Ratti Chai Yati Soko, Ratti Ya Chai Yati Payan, Ratti Ya Quý Tổng Quốc Tá Sá, Nati Soko Kuto Phayan. Đây là một dọc các cái câu pháp cú, chỉ sửa là một chút ít cái từ ngữ, nhưng điều mà nó vẫn liên quan cái ý nghĩa của nói lên một cái sự đam mê trần dục, đam mê cái ái dục. Các câu chúng ta thấy từ cái chữ Ratiya hay từ cái chữ mà Soko Bemato hay là nhiều các cái chữ khác nữa, chúng ta học một dọc các câu này thì nó cũng như nhau về cái thú vị. Từ cái khổ cũng vậy, mà cái ái thì nó cũng như thế rồi. Kamato cũng vậy, từ dục ái hay từ cái hỷ ái, từ cái ái luyến, hay tất cả chẳng qua là cái từ ngữ, và nó là từng cái duyên sự mà Đức Phật ngài nhấn mạnh cho tất cả chúng ta thấy. Thì bây giờ chúng ta thấy cái trước nhất là cái chữ mà hôm nay, đó là cái chữ mà hỷ ái Ratiya, cái từ hỷ ái. Xin lỗi, từ cái chữ ái luyến. Xin lỗi, hỷ ái chứ. Hỷ ái, tất cả cái từ chúng ta sử dụng nó cũng không có, nếu như nói về cái lý nó cũng có khác, nhưng cái từ ngữ nó phải đúng. Đây là cái từ Ratiya, do ái luyến mà sinh ra sầu muộn, do ái luyến mà sinh ra cái lo sợ, do ái luyến đối với cái người mà thoát ra khỏi cái sự luyến ái thì không sầu, có đâu mà lo sợ. Từ cái sự tu rồi mới sinh, mới cái sợ mất nha. Và chính nó mất đi thì phải đau khổ. Thì cái chữ đầu tiên Ratiya Chayati Soko, Ratiya Chayati Soko, đây là cái câu mà chúng ta thấy rất là nghe ra thì là bình thường thôi. Do ái luyến sinh ra sầu muộn, Ratti là danh từ, nó nói đến cái sự luyến ái, mà Ratiya thì có nghĩa là chia theo cái xuất xứ cách, từ nơi, do nơi đó, từ nơi đó, từ cái nơi ái luyến này, mà nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra cái chai giá tiếp. Thì hôm qua chúng ta đã học cái chữ chai giá tiếp, không quý vị? Chúng ta học cái chữ chai giá tiếp. Thì chai giá tiếp nghĩa là cái sự sinh ra. Chúng ta nhớ như vậy, chúng ta lặp lại cái từ đã chai giá tí là sự sinh ra. Đây là một cái động từ chăn, mà nó theo cái tha động từ. Đó là cái chữ đó chúng tôi lặp lại chỗ gì. Còn cái chữ soko, tức là nó cũng giống như bữa hổm, là cái sự lo sợ. Soko là cái sự lo sợ, cái sự sầu muộn. Thì ở đây, cái sự lo sợ, cái sự sầu u, tức là Ratiya Chayati Soko, do ái liếc mà sinh ra sầu muộn. Ratiya Chatiya Phayang, Chayati Phayang, chai tí là sinh ra đó. Tức là từ
cũng như có giá là cái sợ, xin lỗi chúng ta, cái sự số cô này lột cái đó sợ, và cũng như là mình và cái chữ phá giá, cái chữ sợ. Thì cái chữ cái sự lo sợ đây là cũng là một cái từ mà chúng ta cần phải có một cái sự lưu ý. Lo sợ cái gì vậy quý vị? Lo sợ cái sự mất mát. Lo sợ cái gì? Cái sự không còn hiện hữu. Lo sợ cái sự không còn trong vòng tay của tất cả chúng ta, từ của cái vật chất cho tới tinh thần, tất cả mọi thứ đều sinh ra từ cái cha giới tí này, từ cái sự lo sợ này. Mà chính cái sự lo sợ như thế làm cho tâm của chúng ta nó không có yên ổn, làm tâm của chúng ta không có bình tĩnh, không có sự bình thường. Thì cũng vậy, như cái câu số 13 ở trong đây nó còn cho chúng ta thấy, Ratiya Vipamutas, vì Vipamutas Ratiya Vipamutas, Ratiya Vipamutas có nghĩa đối với những người đã thoát ra cái sự luyến ái thì không còn cái sự sợ hãi đó. Đây là một cái từ. Quý Bồ Tát Sát là có nghĩa là người đã được thoát ra khỏi, hay là người được giải thoát. Nó từ một cái tiếp đồ ngữ ví, có nghĩa là khỏi rời, và bát chỉ cái sự nhấn mạnh và muốn chá, cái căn muốn chá là sự tự do. Cô thích nghĩa là cứ như là quý bà muốn tá xá, đầu tiên là cái tiếp đồ ngữ ví, rồi cái chữ bát, rồi chữ mút. Đó là nếu chúng ta phân nghĩa từ thì nó phải phân rõ như vậy, là cái chỉ tiếp đồ ngữ ví xuống dưới tiếp đồ ngữ ví. Dạ đúng rồi. Ví cộng bát, cộng mút tát sát, đó. Hồng mật mút chát, quyết bà mút. Cộng tá, quyết mút chát tới cộng tá thì nó đúng hơn, thôi kệ vậy cũng được đi. Đây nó thuộc về một cái quá khứ phân từ. Người đã được thoát ra khỏi. Yeah. Còn cái chữ cú tô là một trạng từ, là đâu. Thì không còn cái sự không còn, tức là sợ thì có đâu cái sự sợ hãi. Sô cô là cái sự sầu muộn, mà phá giá có nghĩa là cái sự lo sợ, thì không sầu có đâu sợ hãi, hay không sợ hãi thì có đâu sầu. Thì đây chính là cái câu pháp cú số 204 đã được thích nghĩa. Và kính thưa quý vị, cái câu chuyện này rất là đặc biệt đối với các vị hoàng tử Lichavi. Các vương tử Lichavi đi dành những cái người đẹp. Thì khi Đức Phật ở tại Vesali, nơi cái giảng đường có cái nhà nóc nhọn, đề cập đến một các cái vương tử Lichavi. Thì trong một cái ngày lễ hội, các vương tử Lichavi họ trang điểm lộng lẫy rất là đẹp, rồi đi ra, rồi đi khỏi thành đến cái vườn thượng uyển. Thì lúc bấy giờ á, bậc đầu sư đi khất thực, thấy các vương tử, ngài gọi các tỳ kheo và bảo rằng: này các tỳ kheo, hãy nhìn các vương tử Lichavi, các thầy nào chưa từng thấy các vị chư thần chư thiên ở nơi của trời đạo lợi, thì hãy nhìn các thiên vương tử này, và cũng được đẹp như vậy đó.
Rồi Ngài đi vào thành khất thực. Các công tử thì cũng đi đến các công viên, thì dắt theo có một mà cứ dắt theo mỗi người dắt theo một cái nàng kỹ nữ thật là đẹp. Thì đến đó vì cái sự thích thú, vì cái sự ghen ghét với nhau mới là tranh giành những cái cô nào đẹp, những cái cô nào mà họ thích, họ giành quyền làm chủ. Các vương tử đã đánh nhau, đã đánh nhau đến máu chảy rất nhiều. Thì sau khi đó người ta đem các cái vương tử mà bị thương, bị tật đặt lên kinh cán trở về thành. Thì trên đường, sau khi Đức Phật này thọ thực xong, trở về ra cái cổng thành trở về, thì chưa tăng thấy các cái vương tử bị một số cái như cái quân đến nó khiêng về, thì các vị đó thấy rất là lạ, thì mới bạch hỏi Đức Phật. Các vương tử Đức Chư Vi từ sáng sớm mà trang điểm rất là đẹp như chư thiên vậy đó, rời khỏi thành. Bây giờ thì vì tranh nhau các cô kỹ nữ như cái người đẹp mà phải nông nỗi này, thì Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, sự ưu tư, sự lo sợ, sự sanh lên đều nương vào, hay là cái sự đau khổ đó nương vào cái hỷ ái mà sinh ra. Thì Đức Phật ngày trước lấy cái câu kệ rằng hỷ ái sinh sầu u, hỷ ái sinh sợ hãi, ai giải thoát hỷ ái không sầu đâu sợ hãi. Thì cái chữ, chúng ta thấy cái chữ trong đây nó có cái chữ Ratiya, nó đến một cái sự đam mê ngũ trần. Cái bài kệ này nó cũng giống như cái bài kệ trước kiểu. Thì sau khi Đức Phật này kết thúc cái câu chuyện này, để Ngài nói lên cái gì? Cái sự ái luyến, cái sự đam mê, cái sự hỷ cầu, nói chung tất cả chúng sinh do tham ái mà dẫn dắt cái đau khổ. Chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta cho rằng chúng ta hay, chúng ta giỏi. Tất cả chúng ta dưới cái gì? Chúng ta bị cái sự nô lệ và chịu cái sự điều khiển của tham ái. Tức do ái làm nhân, do ái làm duyên. Cho nên chúng ta bị hiện hữu, chúng ta đau khổ. Cái người mà biết tu á, thì người ta dùng cái chánh niệm tỉnh giác, hay người ta dùng cái tâm, tâm niệm, tâm định để mà không để cái phiền não nó khởi sinh lên. Chứ nếu như để cái tâm phóng dật rồi, chắc chắn chúng ta có những cái ưu phiền. Bây giờ đó, đối với cái trẻ đó, thì nó còn ái sắc. Chúng ta nhớ ngũ trần là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Hay là sắc thinh khí, vị xúc pháp. Cái sắc bên ngoài hay cái tâm tư bên trong đều là do cái tâm tư nó của chúng ta hết. Bây giờ chúng ta thân thương nhau đó, thì nó là một chuyện khác. Nhưng khi mà có một cái chuyện gì thì chưa biết. Lại trời, hai con chó nó đang thân thương nhau, đừng cho cục xương nó rơi xuống. Nói như thế này thì có nghĩa rằng hai con chó đó nó rất là thân thương nhau, nó thân thương trìu mến nhau, nhưng có cục xương tới thì bởi cục xương á là cái món mồi của con chó. Giờ có con người, bây giờ hai đứa bạn chơi thân nhau, đừng có một người con gái thứ ba xen vào, thì chắc chắn hai người sẽ mất đi một cái hòa thượng. Ở đó chúng ta nói về cái ái luyến nam nữ. Nhưng ở đây, nói một cách cao hơn, nói một cách rộng hơn, từ cái sự gì? Từ cái mà chúng ta, từ cái chấp ngã của chúng ta đó, cho chúng ta là lớn, cho chúng ta là hay, chúng ta là giỏi, cho chúng ta là có cái địa vị, có cái giá trị, hay vân vân. Thì tất cả những cái điều đó cũng đều là hỷ ái hết. Chúng ta phải nhớ như vậy.
Mà nếu như ai không có biết tân bốc, không đón chào, không có nịnh nọt chúng ta, hay không có làm vừa lòng ta, thì ta cảm thấy ta buồn. Người ta không khen ta, người ta không kính mến ta, người ta không yêu thích ta, thì ta rất là bực bội, thì nó sanh cái sầu u. Hay mình đang được một người, hay đang được Phật, mình đang được người đẹp, hay mình đang được Phật đẹp, mình đang được người ta khen, bây giờ bị chê, thì cái đó nó đều do cái hỷ ái này. Rồi từ hỷ ái nó phát sinh cái sự lo sợ, từ cái sự phát sinh lo sợ này, cái ái này nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến cái sự phẫn uất, cái sự bực bội. Khi mất cái phần tốt, hay khi mất cái phần mà được nhiều người thương yêu, nhiều người quý trọng, chúng tôi nói thẳng luôn, ngay cả tới cái chuyện quý trọng luôn, chúng ta đang có, bây giờ tự nhiên nó mất, chúng ta cũng buồn. Bây giờ chúng ta đang có rồi bị người khác xuất hiện, coi như là rồi cái ánh sáng đó nó lu mờ, rồi vân vân, thì tất cả những cái điều đó chúng ta chạy, nếu chúng ta chạy theo nó thì chúng ta rất là đau khổ. Chúng ta rất là đau khổ. Mà nếu chúng ta đau khổ, tại sao như vậy? Một cái chuyện bình thường đơn giản đó là chính chúng ta bị vướng vấp, bị chịu cái sự nô lệ theo hỷ cầu của tham ái. Chúng ta luôn luôn muốn chúng ta được như thế này, luôn luôn phải muốn chúng ta được như thế kia. Nhưng cuộc đời này nó là vô thường. Cuộc đời này á, nó tùy theo cái phước, cái duyên của chúng ta. Chứ chúng ta không có thể mà như ý mình muốn được, là mình sẽ được như thế này, mình được như thế nọ, và mình sẽ ra sao và như thế nào, thì hoàn toàn cái điều đó nó đều là cái giai thủy hư vọng, nó đều là một cái sự chấp ngã, nó đều là một cái tâm tư của chúng ta sinh. Bây giờ hôm nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta về nhà sẽ được như thế này, sẽ được như thế kia, bây giờ không được, đó cũng là một hỷ ái khởi sanh. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cha làm mẹ, làm cha làm mẹ, hay làm chồng làm vợ, thì về được chồng mình săn đón như thế này, về được vợ mình yêu thương như thế kia, nhưng bây giờ không được. Hay mình về mình làm thầy, mình về được các đệ tử như thế này, được các đệ tử như thế kia, hay mình được thầy của mình quan tâm như thế này, mình được thầy của mình quan tâm như thế nọ, thì tất ở trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, nó đều là được đúc kết bởi vai trò của hỷ ái này. Mà khi hỷ ái nó không được như ý thì chúng ta đau khổ. Nhưng điều kính thưa quý vị, nếu mình chạy theo nó, mình suy nghĩ nó, thì nó như thế. Rồi bây giờ á, cái hỷ ái này như là một cái gì? Bây giờ chúng ta biết, như chúng ta xem phim nha. Cái người đóng vai đó, đóng vai một cái là nam hay nữ đó, đóng vai cái vai chính đó, bây giờ nó như thế này, nó te tua thê thảm, nhưng thời gian sau bắt đầu diễn tiếp thì chúng ta biết chắc chắn rằng nó sẽ được tốt. Nhưng nếu như trường hợp nó không được tốt như ý của chúng ta thì chúng ta cũng cảm thấy bực bội. Hay là chúng ta biết ở trong ở Việt Nam chúng ta đó, khi chúng ta mến thích một cái người đó thì chúng ta cho người đó rất là hay, cho người đó rất là tốt. Nhưng bây giờ người đó không được tốt, người đó bị chơi xấu, hay người đó không được tốt, thì chúng ta buồn. Rồi và cái kết quả của cái trận bóng đá đó nó không được với chúng ta cũng buồn. Chúng ta muốn được, bây giờ nó không được. Rồi nói đến một cách gần kề nhất là cuộc sống, đời sống bình nhật bình thường hàng ngày. Hôm nay chúng ta mong chúng ta được cái này, hôm nay chúng ta ăn, nghĩ rằng thế giờ hôm nay về chúng ta và chúng ta ăn cơm, hay chúng ta ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó, mà chúng ta được cái vật phẩm này, được cái món ăn kia, cũng đó cũng là cái sự hỷ ái nó khởi sanh lên. Mà nếu như cái hỷ ái nó không được là chúng ta rất là mệt mỏi. Chứ đừng có nói chi là một cái đó là cái vật hay là con người thương yêu,
mà hay hoặc là cái vật mà chúng ta quý và chúng ta mến, thì tất cả những cái hình thái đó, khi cái người đó trôi xa tầm tay, hay là bị cái sự mất mát, bị cái sự có nó không có tồn tại. Sự thật ra người ta, quý vị biết là người giàu họ lo sợ lắm, chứ không phải người giàu là họ sống yên, họ rất là lo sợ. Họ lo sợ người khác cướp giật, họ lo sợ cái tài sản của họ không tồn tại. Chứ không phải là người giàu mà được mãi sướng đâu. Từ cái hỷ ái hay từ cái thương yêu sinh ra lo sợ, từ thương yêu sinh ra sầu muộn, sinh ra đau khổ. Mà nếu như chúng ta chấm dứt được cái sự hỷ ái, cái sự thương yêu đó, có sầu đâu mà sợ, mà phải lo sợ, sợ hãi nữa. Thì bây giờ đó, người giàu thì mới sợ mất. Sợ mất của người giàu, sợ mất đi cái, sợ trộm cướp nó giết chết mình. Cũng có hai ba cái sợ. Còn giờ cái người không có gì sợ. Đây là cái sự thật. Thì trên cái tinh thần Đức Phật này dạy, sự thật ra cái sự có đó, có cái gì ở trên cuộc đời này, nó cũng chỉ là giai đoạn, chỉ là giai thủy hư vọng trong cuộc đời thôi. Những cảm giác, những cảm xúc, những cái hình thái mà chúng ta, tâm của chúng ta, nó diễn tiến, nó đi qua, nó vô thường, nó mất. Chứ sự thật đó nó không có tồn tại như trong tâm tư của mình suy nghĩ. Rồi quý vị biết rồi, cái sự ghen tức ở trong cái việc mà vợ, trong chuyện mà chồng nghĩ rằng vợ mình không còn thương mình nữa, đã ngoại tình với người khác bằng cách ăn nằm hay bằng cách tư tưởng hay như thế này như thế nọ, thì tất cả chúng ta suy nghĩ nhiều thứ. Rồi chồng mình không còn chung thủy với mình, bây giờ lại đi với cái người khác, vân vân. Thì nhiều cái sự ghen ghét, nhiều cái sự bội. Bởi vì không phải cái sự ghen ghét đó nó chỉ là dành cho những người nữ, mà không phải những người nam, hay là những người mà nhỏ mà lớn cũng vậy. Từng tuổi ái luyến, từng tuổi của cuộc đời lạ lắm. Còn cái người, hay là cái người mà họ có của đó, họ chấp thủ với cái của đó, họ sợ. Họ sợ hãi khi phải chia cho người, họ sợ hãi phê. Và nó tỷ lệ lệ nghịch thì họ sợ, họ tỷ lệ thuận nó muốn tăng chứ. Nó muốn, người ta muốn rằng cái tiền của người ta nó tăng lên chứ không có giảm xuống. Mà khi nó muốn nó cho nó tăng lên mà nó không tăng, cho nó được tồn tại mà giờ nó không được tồn tại. Thì tất cả chúng ta phải hiểu về của cải tài sản, do cái phước, do cái nghiệp duyên của chúng ta, nó còn hay nó mất, nó có hay nó không. Còn trên tinh thần tâm tình cảm á, là phải do cái duyên, cái nghiệp duyên còn hợp nhau hay không, còn thương nhau hay không, thì nó mới tồn tại. Còn nếu như nhưng mà nó không còn cái duyên nữa đó, thì nhìn nhau như là một ác quỷ, nhìn nhau như một sự khủng khiếp. Tại sao như vậy? Tại vì trong cuộc đời này, cái nghịch duyên nó đã tới. Cho nên khi mà chúng ta biết tu tập, mà chúng ta biết buông bỏ, tu tập mà chúng ta biết vượt qua cái sự khổ sầu, vượt qua cái ái, cái hệ lụy của ái này nè, thì mới không có cái sự sợ hãi. Cũng như Đức Phật dạy chúng ta, niệm tưởng đến cái chết hay quán tưởng rằng ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sinh đến kỳ. Lúc lúc nào cũng vậy. Cái Phật Pháp dạy cho ta một cái điều này rất là tuyệt vời. Đó là cái gì? Chúng ta chuẩn bị hành trang khi mà đến chi? Khi mà tới chuyện, hay là để giặc của phiền não nó xâm nhập chúng ta. Chúng ta đang sống bình yên, bây giờ nó không yên thì sao? Thì cũng là chúng ta cũng để chúng ta có một cái gì, có một cái vững chắc vô cùng. Chứ không phải mà cầm mà kiểu như lo lắng mà không chấp nhận được. Có một số người họ đang sống trong cái hạnh phúc mà bây giờ vụt mất đi. Họ thương yêu người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con. Bây giờ cha mẹ, vợ chồng, con cái hay tài sản nó vụt mất trong một ngày.
một ngày họ xảy ra nhiều một cái chuyện khổ đau vô cùng, thì họ không chấp nhận được. Nhưng cuộc đời mình có chấp nhận hay không chấp nhận, nó vẫn là như thế. Có chấp nhận hay không chấp nhận, cái duyên, cái nghiệp, tất cả nó phải đi đến như thế. Dầu cho chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận, cuộc đời nó vẫn trải qua như thế. Mà chúng ta gọi là có mở chợ thì cũng đông, mà không mở thì chợ chẳng vắng không bữa nào. Nói như thế để cho chúng ta thấy ở trong cuộc đời này nó phải như ý chúng ta muốn. Rồi bây giờ chúng ta muốn mình có hay, có giỏi, có như thế nào rồi. Cuộc đời này, nhật nguyệt đêm ngày nó là như thế. Không ai có thể thay đổi được. Nhưng ở trong từ trong tâm tư của mỗi con người phải biết tự thay đổi mình. Mình đang có đây, rồi mình sẽ mất. Mình tuyệt vọng đây, rồi mình tuyệt vọng. Thì sao? Chúng ta nuôi lớn một đứa con của quý vị, nuôi lớn lên nghĩ rằng nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế nọ. Cái đó là quyền của chúng ta, hy vọng chúng ta hướng đạo nó, chỉ dẫn nó. Nhưng cái nghiệp duyên của nó, nó học đến một lúc nó bỏ, nó ngừng ngang, bắt đầu nó chuyển qua, nó quậy phá. Hay là nó vừa học mà nó vừa quậy phá, mà nó không thật học, nó không thật thật tâm quan tâm. Thì cái đó là chúng ta phải nói là cái phước duyên nghiệp của nó, và cũng như chính chúng ta không có thì nó không có. Rồi bây giờ chúng ta hy vọng con của chúng ta, đó, cái từ cái chỗ hy vọng con của chúng ta nó thật sự là nó sẽ làm thành nhân chi mỹ, nó sẽ rất là tốt đẹp trên cuộc đời này, nó sẽ giỏi như thế này, nó sẽ hay như thế kia. Cái quyền của chúng ta hy vọng là cái quyền của chúng ta được chúng ta. Nhưng còn cái duyên mà nó thành tựu hay không là do cái nghiệp duyên của chính nó. Chứ cái sự thành bại này không ai mà can gián vào cả, mà do cái nghiệp duyên nó can gián. Rồi chúng ta muốn sắp xếp cho nó, à, nó phải là trai, phải ở, phải thương yêu đứa con gái như thế nào, và gái phải chọn chồng như thế nào ra sao. Chúng ta đều thiết lập trên một cái nhìn chính mình mong muốn. Nhưng nó lớn lên rồi, cái nghiệp duyên của nó đi theo cái nghiệp duyên của chính nó. Chứ chúng ta đừng có hy vọng quá nhiều. Chúng ta thiết lập quá nhiều, à, nghĩ rằng đây là con của mình có quyền để mà mình xử lý, mình có cái quyền mà để mình sẽ có cái sự đối phó như thế này như thế nọ. Thì tất cả đều một giai thủy hư vọng, nó không đúng, nó không có bài, nó không có như chúng ta muốn được. Cho nên vì vậy, trên cái nhìn của Phật pháp nó hay lắm quý vị. Dạy cho mình nó có một sự chuẩn bị y như chúng ta chuẩn bị cái gì, chuẩn bị đạn dược, chuẩn bị một cái chuyện không may nó xảy tới. Bởi vì tất cả các pháp nó vô thường. Chứ chúng ta biết những gì mà chúng ta đang cầm nắm, những gì chúng ta có được đây, nó sẽ trôi xa. Một mai của chúng ta trong một rất gần mà chúng ta không thể nắm bắt được. Và cũng như thân xác này, đừng có nói chi là của cái tâm tư tình cảm vật chất, cái sức khỏe của ta, mà sự sống và cái chết của chúng ta còn chưa có đoán định được. Đoán định cái gì? Có phải không quý vị? Quý vị làm gì quý vị? Chắc quý vị sống tới ngày mai. Nếu ở Việt Nam thì làm sao từ nay tới sáng, liệu chúng tôi có thoát qua khỏi đêm nay hay không? Và quý vị ở bên nước ngoài thì nếu mà ở châu Âu thì có từ mà buổi chiều cho tới tối quý vị, cho tới sáng hôm sau quý vị sống tới đó không? Hay là ở nước ngoài từ sáng, hay ở nước Mỹ từ sáng tới chiều là quý vị có sống được được coi như là được sống tới chiều hay không? Hay là chúng tôi và quý vị đều là như thế, có thể do một cái chướng nghiệp nó đi ngang chúng ta chết, rồi do một cái nghiệp, cái tuổi thọ của chúng ta tới đó nó hết, cái chướng nghiệp nó xuất hiện,
là một tai nạn hay là vào một cái chuyện bệnh hoạn đột tử ở trong người mình, nó cái chuyện nó bình thường. Chúng ta nói chuyện mà nó xui xẻo, không có xui, không có hên gì, nó thuận hay nó nghịch, đó là cái nghiệp quả của chính chúng ta. Chứ bây giờ ta nói rằng có những người nói là bây giờ ngày mai tôi chết thì cũng chưa chắc chết, chưa biết chết ngày mai mà khi tối nay chết. Rồi có nhiều người, người ta muốn sống trường thọ, người ta muốn sống đây cho tới thời gian 1 năm 2 năm đó, nhưng điều đâu có tới được, để tới đó chết không biết lúc nào. À hay gì đó quý vị. Vì vậy cho nên khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy à, vì cuộc sống cuộc đời nó vô thường, cho nên những chuyện vô thường nó tới chính chúng ta là một chuyện bình thường. Nhờ cái tâm bình thường như vậy chúng ta đỡ đau khổ. Chứ quý vị biết có nhiều người á, mất đi cái người thân đến nỗi hơi tuyệt vọng, đau khổ, mất trí, lúc đó không còn một cái gì nữa hết. Khi mà mất người vợ hay mất người chồng, mất người con, thì một cái ái luyến, à, hỷ ái đó nó quá lớn. Bây giờ nó vụt mất đi. Rồi cái người hiểu biết, ở đây chúng tôi phân tích chỗ này quý vị nhớ rõ, cái người hiểu biết nó sẽ mất. Cho nên cái sự lo sợ, cái sự u sầu chỗ này nè. Rồi bây giờ ta đang cầm tiền ở trong tay, ta đang cầm nhiều cái điều kiện tốt ở trong, chúng ta đang thuận duyên tốt đây, nhưng sự đời nó vô thường, nó dễ mất mát. Đây là một cái trạng thái của người hiểu về cái lý mà sinh lo sợ đó. Cái như thế này là quý vị, chứ mà kể đây nó có một cái chỗ này chúng tôi cũng cần lưu ý. Thì bây giờ đó, chúng ta làm sao chúng ta phải vượt qua cái chỗ này, từ cái chỗ thương hỷ ái sinh ra sầu u, hỷ ái sinh ra sợ hãi, ra lo sợ. Thì bây giờ sao chúng ta làm sao chúng ta buông bỏ, chúng ta vượt qua? À, đây cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta vượt qua phải không? Chúng ta đừng có nói một cách mạnh miệng quá, từ từ. Tức là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng. Bởi vì từ cái sự mất mát này, từ cái buồn, cái vui trong một chốc thôi, từ cái buồn, cái sợ, hay là cái vừa lòng, cái không vừa lòng, hay từ cái mà chúng ta biết, như chúng tôi vừa nói, mình biết rằng mình sẽ chết, cho nên mình lo sợ cái chết. Thì như thế tại sao chúng ta không biết chấp nhận cái chết? Thì chúng ta mới có sự lo sợ để cho tôi chuẩn bị cho cái chết. Hay từ cái sự hy ấy này mà nó sinh cái sợ hãi, hay nó sinh cái sự sầu u. Chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta đang vui, thì một chút xíu nữa chúng ta có chuyện buồn thì nó cũng không phải là chuyện lạ. Và từ cái chúng ta có đây thì nó mất đi cũng là một chuyện bình thường. Nó do cái phước, cái duyên của chúng ta, nó còn tồn tại hay không tồn tại là do cái phước, do cái duyên của mình. Khi chúng ta hiểu được cái giá trị nhân quả như thế, chúng ta bình tâm, chúng ta biết đón nhận. Cái Phật Pháp nó nằm ở chỗ này nè. Nó có một sự chuẩn bị, và cái tâm mình chuẩn bị. Mà cái điều này, dầu cho có sự kinh nghiệm, dầu cho cái sự lớn tuổi như thế nào, mà nếu như chúng ta không có cái sự suy nghĩ, không có sự thực nghiệm, thì nó cũng không có được như ý. Cũng như có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Khi chúng ta vấp ngã, khi chúng ta bị mất mát, khi chúng ta bị cái sự lừa gạt, khi chúng ta bị một cái sự áp bức, khi chúng ta bị một cái sự bị người ta chơi gác, bị người ta áp lực mình, bị người ta đè nén mình, vân vân, mà chúng ta có thể vượt qua được, thì cũng vậy. Trong cái tâm này nó sợ hãi, nó lo lắng, nó phiền muộn,
thì bây giờ chúng ta phải vượt thoát nó ra, là chúng ta không quan tâm nó, nhẹ nhàng hơn, buông bỏ bớt. Cũng như mình ghét mình thương một người nào, mình đừng ghét, mình cũng đừng thương. Bây giờ ghét cũng mà mình bực bội, mình nhớ tới họ mình cũng đau khổ. Bây giờ mình thương họ, bây giờ không gặp cũng cũng mệt mỏi mà lo sợ, thì thôi bây giờ cứ ghét cái thương gì đó, thôi kệ. Tất cả mọi việc tới đâu tính tới đó, tất cả nó tùy cái duyên. Ta không giữ gìn, lo lắng, sợ hãi, nhưng rồi cũng không thoát qua được. Không thoát qua được cái gì? Không thoát chết, không thoát qua được cái sự già, không thoát qua được cái sự bệnh, và đặc biệt là cái chết. Cái chết không thể thoát qua. Mà nếu như chúng ta không thể thoát qua được, thì chúng ta, tại sao cái chỗ mà Phật dạy rất là hay, hãy đối diện với cái chết, để Ngài dạy cái sự niệm sự chết, tức là đối diện với cái chết, biết được mình đã chết, mình đang chết, mình sẽ chết từ bao đời. Và trong tâm tư này cũng vậy, sắc pháp này nó biến hoại, tâm tư này nó thay đổi, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt một cách liên tục. Thì cuộc đời này hay là hơi thở này, từ từng cái hơi thở sanh diệt của cuộc đời mà nó được nối tiếp. Hít vào mà không thở ra cũng chết, mà thở ra mà không hít vào rồi cũng chết. Tức là kiếp sống người nương tựa trên hơi thở. Có những người có sự tu chứng thiền định, họ không dùng cái hơi thở, họ dùng một, dĩ nhiên cũng dùng một cái ý niệm khác, cái hơi thở mà nó rất là nhẹ nhàng, hay họ dùng một cái công năng của thiền định, công năng của thiền định, họ duy trì cái sự sống nó lâu dài mà không xuyên qua hơi thở. Chúng ta nhớ nha, lúc đó cái tim nó dừng, nhưng cái máu nó vẫn lưu động, nhưng cái chúng ta gọi là y như cái nhịp tim thì nó dừng lại. Thì chúng ta tạm gọi ví dụ như là cái hơi thở nó dừng lại, nhưng nó dừng lại đây có nghĩa rằng nó không phải thở bằng cái mũi này, nhưng nó cũng có một cái sự di động, nó có sự biến chuyển cách khác. Thì cái đó do cái công năng của thiền định. Chứ còn như tất cả chúng ta đều phải chết. Đây là cái điều sự thật. Rồi tất cả chúng ta sống ở trong cuộc đời này cứ đối diện với mà chúng ta gọi là hỷ nộ ái ố, thì chúng ta cũng vậy. Khi gặp cái chuyện vừa lòng, chúng ta vừa lòng, thì chúng ta biết rồi có những chuyện chúng ta không vừa lòng. Chúng ta chấp nhận cái chúng ta vừa ý, chúng ta như ý chúng ta, thì cũng sẽ có những chuyện không như ý của chúng ta tới. Cho nên chuyện như ý nó tới mà chúng ta chấp nhận, thì những chuyện không như ý nó tới chúng ta có chấp nhận hay không? Nếu chúng ta biết cái chuyện như ý của mình và chấp nhận cái chuyện không như ý của mình, đó cũng đồng chức, thì tâm của chúng ta mới mạnh, tâm của chúng ta mới có một cái mạnh dạng được. Chứ còn sự thật ra dĩ nhiên ai cũng muốn nó được thuận buồm xuôi gió may mắn, nhưng cái chuyện đó là của cái chuyện đó. Quý vị biết thí dụ như là có những lúc mà tổ chức lễ đó, ui cha mình lo lắng nó rất là nhiều, một chút xíu sau và nó chuyển mưa, cứ tới giờ nó chuyển mưa, có cái tâm mệt mỏi, có sự lo lắng cho trời mưa, nó phải như thế này, phải như thế kia, nó đủ thứ đủ chuyện hết trời mình lo lắng. Nhưng bây giờ đó, tổ chức cái lễ, sau nó cũng thành tựu, sau rồi cũng đi qua, đừng có phải mệt mỏi, đừng có phải có sự lo sợ nhiều, rồi nó phải bị như thế này, thiếu như thế kia. Cái cuộc lễ nào rồi cũng tan, cũng tàn, cũng kết thúc, và để được một cái sự tốt đẹp, một cái sự hoàn mỹ, hoàn mãn, thì chúng ta phải tự biết chấp nhận trong cái thuận nghịch của chính nó. Còn và chúng ta cũng biết chấp nhận hôm nay người ta tổ chức cái lễ nó lớn, nó đẹp quá, thì ngày mai thì cũng có người tự lễ hôm nay nó không được đẹp, thiếu cái này, nó kẹt cái kia, thì cũng là
cũng là như thế, thì chúng ta cũng mới biết đón nhận. Chúng tôi đang nói trên một cái tinh thần mà của chính mình thì cũng phải, thì cũng là như thế. Nhưng làm sao mà tâm của chúng ta nó đỡ đỡ có cái sự lo lắng, một cái sự khổ sầu hoàn toàn, thì đó là một cái điều nó căn bản, nó tốt đẹp. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, chúng ta phải có một sự suy nghĩ nó khác hơn. Dạ, mà cái điều này khi như vậy đó thì chúng ta sẽ được yên vui, chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ còn nếu như trong cuộc đời mà chúng ta thường chúng ta không có một cái sự chuẩn bị trước đó, thì chúng ta ngỡ ngàng, chúng ta hy vọng thì chúng ta thất vọng, chúng ta muốn như ý nhưng nó không được như ý, thì cái việc như ý không như ý chúng ta cũng phải biết. Và cái việc mà nó được không được hay được thì chúng ta cũng phải chấp nhận nó. Cái điều mà nãy chúng tôi nói thì cái điều này nó rất là tuyệt vời. Ở trong cuộc đời này không ai muốn, nhưng nó vẫn tới. Cái sự bất tội nguyện đó là như thế mà. Dạ. Cái hỷ ái cũng vậy, hỷ ái này sanh sầu, từ cái hỷ ái này sanh ra cái sầu khổ, là bởi vì nó mất đi cái cảm giác vui và mất đi cả cảm thọ lạc hay cảm thọ hỷ, thì nó phải có cái gì, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu xuất hiện. Bây giờ vui cũng được mà không vui cũng được. Chúng tôi thường thường chúng tôi có hỏi các sư, mà đó là cái câu hỏi mà mình cũng là một cái tiếu trong đó đó. Vui hay là buồn? Đang vui hay buồn? Thì hỏi, có nhiều vị biết chúng ta hỏi như thế này, họ nói rất là hay, hết hỏi nữa. Có lúc vui, có lúc buồn là chuyện bình thường. Vui hả? Rồi vậy thì chuẩn bị buồn ha. Đang buồn, không sao đâu, rồi cũng vui à. Nếu quý vị trả lời thì lúc vui, lúc buồn là trả lời thay mình rồi. Còn nếu như vui thì còn vui, giờ vui chút xíu với chuyện buồn, đừng có buồn ha, rồi đừng có khổ ha. Bây giờ đang buồn, không sao đâu, chút nữa cũng hết buồn. Thì chính là sự thật cuộc đời như vậy đó. Cái tâm của mình nó buồn, nó vui, sắc còn nhiều vị trả lời không vui cũng không buồn. Cái này cũng là cái gì? Thì cái gì? Cái vui là tượng trưng cho cái ái, mà cái buồn tượng trưng cho cái khổ, cái sự sầu khổ, cái sự sầu u, mà nó lớn hay nó nhỏ, cái tâm nó khó chịu bằng cái sân tật lẫn hối trong lòng, cái tâm mà nó cái tâm tham mà vừa lòng với những gì mình ái, mình luyến, mình kháng khích đối với cảnh, đối với vật, vân vân, thì chính chúng ta tự mình gây chuốc oán, gây ra cái sự đau khổ cho chính mình, chứ đâu có chuyện gì. Trên cuộc đời này nói như thế. Mà nếu như chúng ta cái câu mà Phật dạy, ai giải thoát một cái hỷ ái thì không sầu, đâu sợ hãi. Chúng ta chưa có giải thoát được, nhưng chúng ta biết rằng nó sẽ mất đi, nó sẽ không tồn tại. Đó cũng là một sự dự báo trước để chúng ta có một sự chuẩn bị. Rồi nó đi tới thì chúng ta cũng buồn, mà buồn ít hơn. Chúng ta lo, chúng ta cũng lo ít hơn. Chúng ta không có đặt hết cái niềm tin, để rồi chúng ta khổ. Rồi chúng ta có một cái gì, khi nó tới thì chúng ta có thể chấp nhận nó được. Nó là như vậy đó. Còn ở cuộc đời này mà chúng ta cứ hy vọng, cứ mãi mê nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế nọ, trong cái sinh hoạt buôn bán cũng vậy đó, thì hàng ngày nó như mọi ngày. Có lúc chúng ta ngày nào bán cũng được hết, nhưng nó chỉ được một tháng, được một tuần, đâu có được. Rồi nó có những lúc, có những tháng nó bán cũng không được như tháng này, không được như tháng trước. Lúc này không được như lúc trước, lúc trước không được như lúc này. Thì đó cũng là một cái tâm, hay là chúng ta đi làm,
đi làm cũng vậy, tháng này chúng ta được nhiều tiền hơn, chúng ta được ít tiền hơn, hay là chúng ta đi đường ít có tắc đường, nó ít có kẹt xe, nó ít có mưa gió hơn, vân vân. Thì cuộc đời này nó là một sự đổi thay liên tục, và cái sự đổi thay đó là theo cái duyên của tứ đại, nó điều hòa, hay duyên của tứ đại nó bất thường, nó chính là bão táp, đó chính là xảy ra những cái hiện tượng như là động đất, cháy, tai nạn, vân vân. Tất cả đó là chính là cái sự bất hòa, cái sự không ổn định của tứ đại, mà nó gây tới con người mình, mà do cái duyên, cái nghiệp, cái phước của mình, mà nó vượt qua hay không vượt qua. Còn cũng vậy, khi chúng ta hiểu biết trên cái tính nhân quả, trên cái lý đổi thay, trên cái sự được mất, thua mất còn ở trong cuộc đời, thì chúng ta rất là yên vui. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta không có vững vàng, thì chúng ta rất là đau khổ. Và thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cái lý của cái câu số 214 này, nó cũng đồng với cái ý của cái 213 ngày hôm qua, thì ngày trước mà chúng ta được nghe, thì chúng tôi cũng như là trên cái, và 215 nó cũng như vậy đó quý vị. 216 thì nó cũng tương đồng như vậy. Dạ, tới 216 luôn. Dạ, thì cái ý nó tương đồng như thế, chứ nó không thể nào mà vượt ra ngoài cái mà chúng ta có nói như thế đó. Dạ, thì xin có đôi điều trình bày qua cái thích nghĩa duyên sự và ý nghĩa của bài kinh Pháp Cú Kinh số 214 là như vậy. Thì có điều chi sẽ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ. Kính chấm dứt thời gian thức ở đây, trước khi dứt lời kính dân phần Phật chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên và tại chùa Bổ Đức, các vị chân linh, giác linh, khí linh, tất cả chúng sinh ở hai chùa, cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, quý vị, mong cho tất cả được an lạc, được tấn hóa nơi Phật pháp, và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có cái sự tu tập, luôn luôn có cái sự đón nhận, có sự chuẩn bị để chúng ta đỡ phải đau khổ, đỡ phải phiền muộn trong cuộc đời này. Và kính chúc quý vị luôn an lạc các tượng trong chánh pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Tệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích, và chúng con kính tri ân thượng tọa Tệ Quyền. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến thượng tọa. Tất cả phu ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề qua ta santi quý hà ra qua si ni thu về.